Rồi, chào mọi người đã trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 014 830 843. Video hôm nay số 6 là một trong những video em giảm giá hành lý hàng cuối năm. Mọi người xem chốt hàng thì qua tin nhắn giùm em nha. Mọi người chốt hàng qua tin nhắn giùm. Nhắn tin mã số chốt hàng. Nếu còn thì em ok chốt. Còn ví dụ như hết hàng rồi thì em báo, có khi em nhắn tin hoặc là có khi em không có trả lời luôn nha mọi người, là sẽ là hết hàng. Vì số lượng hàng em giảm giá nó nhiều quá nên nhiều clip nữa, lại nên mọi người nhắn tin giùm em không nhận cuộc gọi. Rồi, đây là cái video số 6. Món đầu tiên đây, món đầu tiên là có mã là bảy mươi ba ha. Đúng rồi, đây là cái cục cục phát wifi của Apple mọi người. Đây, tình trạng nó là lên nguồn nha. Nguồn nó sử dụng đây là nguồn 12V. Đã cắm thử rồi nha mọi người, nó lên nguồn. Đó. Còn nguyên zin ha, chưa có sửa chữa gì hết. Rồi, cái này mã là 73 nha mọi người. Cục phát wifi này là nó xài cho mạng nha mọi người. Mọi người nhà có mạng, vô mạng thì nó cắm vô. Giờ nó sẽ phát ra wifi. Và mình cài đặt nữa. Đó. Nói chung là về em đã thử nguồn rồi, lên đèn, sóng. À, đèn ở đây nè. Đó. Mã là 73. Rồi 74 đây. À, đa số mấy món này là đã có đăng trên mấy video trước nha mọi người. Mọi người có xem muốn xem chi tiết nó hơn thì xem vô mấy video trước. Còn hôm nay là em đang lướt qua nhanh để còn nhiều món nữa ha. Ở đây là cái bộ mũi khoét nha mọi người. Cái khoét này rất là to luôn nè. Lưỡi còn mới nguyên chưa sử dụng. Cái này cái tay chống nè. Nó mở lưỡi được tới bán kính tới nguyên cái cây này cỡ 25 nha mọi người. Nó lưỡi nè, lưỡi nguyên chưa sử dụng luôn. Nguyên viên nó có đá mài theo cái bộ này luôn nha. À, đá mài lưỡi nè. Và một lưỡi sợi cua. Rồi, đây. Cái lưỡi này lưỡi sơ cua nè, chưa bóc ra luôn. Con này cái chống tâm sơ cua luôn, chống tâm thẳng. Con này lục giác để mở mấy này nè. Cái này chống tâm hình nè, hình chích dắt. Đó, nguyên viên hộp sắt luôn. Hiệu Nhật nè mọi người. Rồi, mã là 74. Đồng giá luôn nha mọi người, 300.000 một món. Rồi 75 đây, cái máy rung nha. Máy rung 3 chế độ. Low nè, middle 2 là thấp ha, trung bình rồi cao. Và tốc độ chạy. Ợp, ợp này là tắt. Cái máy này là nó rung nha mọi người. Là khi nó có điện vô nó sẽ rung cái bàn này nè. Nó rung đó, nó là vậy. Xài điện 100V nha, máy Nhật.
Này như tên gọi nó là nó là rung á, dây điện của nó là, dây điện đây này nó bị nứt hay sao nó quấn bằng keo rồi nha. Chạy ok hết nha mọi người, có clip trước nữa, test đồ hết rồi, mọi người muốn xem lại thì xem mấy cái video cũ rồi nha. Mã là 75 á. Rồi 76 đây. Ở đây là cái bàn đánh chữ, đánh số nha, nó có số ha, số và giá tiền, tiền yên, này ký hiệu tiền yên, tiền yên Nhật, còn xài ok nha mọi người, hoạt động tốt luôn. Mọi người cho giấy vô đây nè, nó sẽ đánh đánh liên tiếp một hàng luôn, cho mực vô nữa, mực vô đây, phải có mực thì nó mới đánh ra số được, ra chữ được. Đó của Nippo Made in Japan sản xuất này, còn như mới, rất đẹp, rất đẹp. Rồi mã 76 ha, 76, 77 đây. Cái bàn đạp của Mỹ sản xuất nha mọi người, bàn đạp cái gờ le đạp, bàn đạp cốc đạp á, đây xài chân này nè, đạp như này đa tốc luôn, xài đa tốc luôn nha mọi người, nè chỉnh tốc, tại vì nó rất nhiều nhiều chân, thường nó gờ le bật tắt on off thôi là nó có hai chân thôi, này 2, 4, 5 chân luôn, à, rất là xịn nha, rất là nặng luôn, thiết kế nguyên cái thép dày nè, cái này dày cỡ gần 3 ly, Made in USA sản xuất nha, hàng của Mỹ. Cốc đạp luôn, thường nó ứng dụng cho mấy cái máy mà như máy mài khuôn đồ nè, mình vô cốc đạp nó xài nó rất là tiện, mài khuôn cầm tay đó, rồi máy mai y như máy mai vậy đó mọi người, mọi người xài thì thường thấy là xài trên mấy máy mài mài khuôn đó, mình câu qua cốc đạp này mình xài nó rất là tiện. Mình khuôn làm tượng nữa, điêu khắc một cái tượng đó. Rồi mã 77 nha. Rồi 78 là cái bình nước à. Bình này của thương hiệu là đây, Sojigushi của Thái Lan sản xuất. Thái Lan sản xuất cho Nhật nha mọi người, hàng này xuất Nhật. Dung tích nó là 1 lít. Đây là cái tem, cái siêu đó, đây có quay cầm nha, bung ra sẽ cầm được, đóng lại dây đeo luôn. Đây nắp, nắp đóng mở còn hơi rất là kín, này kính hơi test ok nha mọi người, nước sôi nước nó nước lạnh ok hết, nó đừng nước sôi nước đá, giữ đá rất là ok luôn, rất lâu nha, giữ nước sôi cũng được luôn, hai loại bình nóng lạnh luôn. Rồi bình này có mã là 78 ha, chính đây cửa hàng nha mọi người, mở hàng bao xịn luôn, hàng nội địa Nhật, 300W nó luôn công tắc nha, dây zin đây, mỏ rất to luôn, nguyên cây rất là ok nha mọi người, test tết đóng ok luôn. Rồi mã 79 ha. Rồi 80 là bộ 4 bánh xe nha mọi người, 4 bánh xe này, hàng SK,
Rồi. Bốn bánh nó gồm là hai bánh có cái khóa nha mọi người, nè khóa khóa bánh. Một bộ là bốn cái, hai bánh có khóa, hai bánh không khóa ha. Không khóa nè. Bốn cái. Rồi mã là 80. Rồi, em kết thúc video đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Mọi người chốt hàng nhắn tin giùm em lên số điện thoại nè. 0348 0843. Đó.